chào các bạn đã quay lại với kênh Chùm Nụm Family của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới sớm nhất nhé. Vui vì hôm nay mình đã nhận được cái thông tin thẻ thành viên của nhà phân phối Amway Việt Nam với cái mã số ID bảo trợ nhà phân phối mới là 7014494269, hoặc các bạn có thể bấm vào đường link này ở trong phần mô tả của video để các bạn đăng ký tài khoản cho mình đó. Hello cả nhà Amway, hôm nay mình rất là vui vì đã mới vừa mua xong bộ đồ nghề thần thánh để demo sản phẩm của Amway nha. Bây giờ mình sẽ đổ cái này ra cho các bạn xem có cái gì ở trong này. Theo một bạn đồng nghiệp trong nhóm, bạn nói là đây là cái bộ để làm ra cái máy tinh tiền. Thì các bạn hãy theo dõi các cái clip của mình để xem là cái cách để in tiền từ cái bộ dụng cụ minh họa này là như thế nào nhé. Bộ dụng cụ này nó gồm có các thứ như sau. Thứ nhất là 4 cái lọ có nắp nhỏ nhỏ, thứ hai là 2 cái lọ cũng vừa vừa, 5 cái chai nhỏ có nắp đậy, 3 cái hũ có nắp màu vàng, 1 chai Bovidin, 3 cái muỗng nhỏ, 2 cái muỗng lớn, 1 cái bông tắm và 1 cái thau nhỏ, giấy quỳ tím, 1 xấp giấy quỳ tím nha các bạn, và 1 hộp nhỏ chất phenolphthalein, và cuối cùng là 1 cái khăn bằng vải màu trắng. Cái này là giấy quỳ để mình thử độ pH trong kem đánh răng hoặc là trong nước rửa chén. Chai Bovidin để mình demo sản phẩm vitamin. Rồi 5 cái chai này thì sẽ đựng, một cái chai là để đựng đựng nước rửa chén thông thường. Một chai này sẽ đựng dầu ăn. Một chai này sẽ để đựng nước giặt. Còn 2 cái này dư để giặt. 3 cái hũ này, mỗi hũ mình sẽ để đựng gạo, cái hũ mình đựng muối, và một cái hũ mình sẽ đựng bột giặt. 4 cái chung nhỏ này mình để demo sản phẩm, mình đổ nước vô. Đây là cái khăn trắng, mình sẽ dùng nó làm bẩn để demo cho khách xem chất lượng của nước giặt cũng như là nước tẩy đa năng LOC cho khách có thể tận mắt nhìn thấy và họ sẽ tin tưởng chất lượng về sản phẩm. Rồi bây giờ mình sẽ cho các cái nguyên liệu vô để mình để dành và chuẩn bị demo cho khách khi mà có khách hàng muốn trải nghiệm sản phẩm. Thì đây là bột giặt thông thường, mình sẽ cho vô cái một cái hũ này. Sẽ lấy để giặt. Xong đây là cái hũ bột giặt nha các bạn. Rồi cái hũ thứ hai mình sẽ dùng là muối. Đây là muối ăn, dùng để demo nước rửa rau. Đây là hũ muối ăn. Rồi và hũ cuối cùng mình sẽ đựng gạo. Đây là cái gạo nha các bạn. Rồi coi như ba hũ này là xong. Bây giờ mình sẽ cho, tiếp theo mình sẽ cho dầu ăn vô cái chai có cái nắp nhọn này nha, để khi mà mình demo mình chỉ dặn cái mắt ra thôi. Đây là dầu ăn thường dùng, mình sẽ cho vô hơn nửa hũ. Dầu ăn này thì để dùng demo cái sản phẩm nước rửa chén, xem cái độ rửa sạch của nó như thế nào. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho nước rửa chén. Đây là nước rửa chén thông thường. Đây là nước rửa chén thông thường. Như vậy cái máy in tiền mình đã chuẩn bị xong nha các bạn.
mọi thứ đã sẵn sàng, thì bây giờ nếu mà có khách hàng thì mình sẽ sử dụng những cái dụng cụ này để mình demo cho khách thấy được chất lượng của sản phẩm. Bạn nhớ bấm theo dõi kênh của mình để mình sẽ làm các cái clip hướng dẫn cách sử dụng các cái sản phẩm của Amway. Rồi, để biết được là mua cái bộ đồ này ở đâu thì các bạn hãy comment ở bên dưới cái clip này, thì mình sẽ gửi cho bạn cái số điện thoại cũng như cái địa chỉ của người bán để các bạn có thể liên hệ và mua. Như vậy, để trở thành nhà phân phối hoặc là khách hàng nhà phân phối của Amway Việt Nam, các bạn nhớ ghi lại cái mã số ID bảo trợ của mình là 7014494269, hoặc các bạn bấm vào đường link ở trong cái phần mô tả của video này để các bạn đăng ký cái mã ID cho mình, và các bạn có thể mua hàng của Amway với giá của nhà phân phối. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những cái clip tiếp theo.